Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, tuổi trẻ Quảng Trị cũng đang phát huy vai trò xung kích trong công tác này. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên đã và đang thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh nhà năng động và ngày càng phát triển. Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà đã không ngừng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, vai trò của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ là rất lớn. Toàn đơn vị hiện có 15 đoàn viên thanh niên đang công tác ở nhiều vị trí, phòng ban khác nhau. Ban chấp hành chi đoàn đã thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều chương trình kế hoạch nhằm huy động tất cả các đoàn viên thanh niên cùng tham gia chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách môi trường hành chính thân thiện, hiệu quả và xây dựng hình ảnh người công chức trẻ, giỏi chuyên môn, tận tụy với nhân dân và khách hàng. Phương châm làm việc hết việc chứ không phải hết giờ luôn là khẩu hiệu hành động của mỗi một đoàn viên chi đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Đông Hà. Chưa kể, có nhiều đoàn viên thanh niên bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ đã tình nguyện tham gia làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ công việc chuyên môn hoặc giải quyết các hồ sơ tồn đọng. Các phong trào sáng tạo trẻ, phong trào ba trách nhiệm do đoàn cấp trên phát động cũng được chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính của toàn đơn vị. Hiện nay, một số nội dung cải cách mang tính đột phá và trọng yếu của Bảo hiểm xã hội thành phố đó là hợp đồng nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bưu điện, thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Vì vậy, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn hăng hái đi đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc và thực hiện cải cách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân đối với cơ quan bảo hiểm xã hội từ 189 giờ xuống còn 49 giờ. Anh Lê Vũ Văn cùng nhiều đoàn viên thanh niên đang công tác tại phòng khách hàng, tổ chức doanh nghiệp của VNPT Quảng Trị luôn xác định phương châm làm việc của phòng là tích cực, hiện đại và hiệu quả. Trên cơ sở xác định vai trò quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công việc, anh cùng các đồng nghiệp trẻ của mình đã may mò nghiên cứu lập trình thành công khá nhiều phần mềm ý nghĩa, mang lại những giá trị sử dụng và có ý nghĩa cao cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Song song với lao động sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu trong cải tiến lề lối tác phong và kỷ cương làm việc với tinh thần người chờ công việc chứ không phải công việc chờ người. Từ đó, cùng cơ quan đẩy nhanh các hoạt động nghiệp vụ cũng như phục vụ khách hàng. Đối với bản thân là một đoàn viên trẻ của VNPT trong thế hệ 3.0 và đứng trước nền cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì bản thân tôi thì cũng luôn tự nhủ phải luôn học tập, tìm hiểu để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nắm bắt sát hơn với các cái công nghệ của ngành và cũng luôn rèn luyện đạo đức để từ nâng cao trưởng thành hơn và cũng để đảm bảo được cái sự tin tưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp cũng như các đồng nghiệp và đặc biệt là đối với khách hàng đã tin tưởng vào chúng tôi. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập 10 đội hình thanh niên tình nguyện công chức xanh tham gia công tác cải cách hành chính. Các đoàn viên thanh niên đã đóng góp 30 sáng kiến, giải pháp triển khai, thực hiện chương trình cải cách hành chính mang lại hiệu quả cao. Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm trong phong trào tuổi trẻ xung kích cải cách hành chính. Trong đó có những mô hình nổi bật của các đoàn cơ sở như chi đoàn Cục Thuế tỉnh, chi đoàn Sở Công Thương, đoàn cơ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, bộ phận làm công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước là nơi có nhiều giao dịch thủ tục hành chính. Nếu như trước đây, bình quân cử một hồ sơ thanh toán mất 7 ngày làm việc, thì nay còn tối đa 3 ngày làm việc.
với các giao dịch tạm ứng và thanh toán chi thường xuyên hoặc chi đầu tư. Khi tiếp nhận hồ sơ giao dịch, cán bộ công chức làm công tác kiểm soát chi, tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, lập giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Đồng thời nhập vào sổ theo dõi hồ sơ nhằm đảm bảo quá trình giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định. Hiện nay, nhờ áp dụng hệ thống TAPMIX cũng như các chương trình quản lý nội bộ tập trung, chương trình đầu tư nên kho bạc nhà nước tỉnh đã rút ngắn thời gian kiểm soát chứng từ, bảo đảm an toàn trong công tác thanh toán chi trả, không vượt dự toán được giao, thực hiện việc lấy số liệu cho công tác kiểm tra, chỉ đạo điều hành một cách nhanh chóng. Điều đáng nói đó là vai trò của đội ngũ cán bộ nhân viên, mà đặc biệt là của các đoàn viên thanh niên luôn đi đầu trong làm chủ công nghệ, tâm huyết với nghề nên đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ khách hàng, đặc biệt là đáp ứng xu hướng ứng dụng công nghệ ngày càng cao hiện nay. Có thể nói hiện nay hầu hết mà tất cả các cái hồ sơ chứng từ của khách hàng giao dịch chuyển cho kho bạc thì đều được giải quyết rất là nhanh chóng, rất ít hồ sơ bị trễ hạn. Để làm được điều đó thì ngoài cái việc áp dụng những cái phương pháp và giải quyết thủ tục hiện đại đồng bộ nhất thì chúng tôi nghĩ là cái việc tư duy và thái độ làm việc tích cực, trách nhiệm cũng là một cái yếu tố rất là cần thiết. Với cái sự năng động và xung kích của tuổi trẻ thì mỗi cái đoàn viên thanh niên chi đoàn kho bạc nhà nước tỉnh luôn hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao, đặc biệt là luôn gương mẫu trong cái phong trào cải cách hành chính. Thì trong thời gian qua thì các cấp bộ đoàn của đoàn khối đã tích cực là tuyên truyền thông tin về các mục đích, ý nghĩa và nội dung của các phong trào sáng tạo trẻ, phong trào ba trách nhiệm do trung ương đoàn phát động. Thì thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các lớp tập huấn, các hội thi, hội thảo chuyên đề và đặc biệt là cái hội thảo thanh niên công chức viên chức với phong trào ba trách nhiệm do đoàn khối triển khai thì đã tập trung về tuyên truyền về các cái chuyên đề cải cách hành chính. Ngoài cái công tác là tuyên truyền thông tin về cái phong trào đó thì đoàn khối cũng đã kịp thời ghi nhận và biểu dương những cái điển hình tiên tiến, những cái mô hình làm tốt cái cải cách hành chính. Hiện nay, bằng các biện pháp như đoàn viên thanh niên phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn, tích cực chủ động tham gia hiến kế các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, cũng như tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị. Tỉnh đoàn đã thu hút được nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên triển khai mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính. Có thể khẳng định, ngoài tinh thần thái độ và trách nhiệm làm việc của mỗi cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là lực lượng trẻ, thì mấu chốt trong cải cách hành chính chính là ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, với hơn 10.000 đoàn viên thanh niên là công chức viên chức trẻ có lợi thế về trình độ và khả năng tiếp cận nhanh chóng các chương trình, hệ thống ứng dụng mới. Phong trào cải cách hành chính ở Quảng Trị đã có những bước tiến quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục để mình công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trẻ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đặc biệt là nghị quyết số 01 của ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, gắn với việc triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới và phong trào ba trách nhiệm của tổ chức đoàn. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ công chức viên chức trẻ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia cải cách hành chính. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã chọn công nghệ thông tin làm khâu đột phá trong cải cách hành chính. Đã có 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, 100% cán bộ công chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện có sử dụng mạng nội bộ. Việc tăng cường cải cách hành chính không những là nỗ lực quan trọng đang được triển khai mạnh mẽ ở các cấp bộ đoàn, mà đó còn là quyết tâm, là mục tiêu chung của toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương. Cải cách hành chính là điều kiện cần nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, là đòn bẩy, là cơ sở cho sự phát triển một nền kinh tế xã hội vững mạnh của tỉnh nhà. Chuyên mục Nhịp sống trẻ tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.